Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1. Thủ tướng Chính phủ liệu mà ăn ở cho phải đảo, tứ trụ mà ba trụ đều về cùng một phe thì ắt hẳn áp lực không nhỏ đối với ông Thủ tướng. Trong 3 nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng, chưa có thời kỳ nào mà phe của Tổng Bí thư mạnh như bây giờ. Ở nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng và ông Nguyễn Xuân Hùng làm Chủ tịch Quốc hội. Ở thời đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên kết với ông Trương Tấn Sang để chống ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính hiện nay đang lẻ loi trong tứ trụ. Ở nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Trần Đại Quang thì làm Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ và ông Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở nhiệm kỳ này, ông Tổng Bí thư không liên kết với ai trong tứ trụ. Tuy nhiên, một mình ông cũng đủ để hất Trần Đại Quang rồi thâu tóm luôn chiếc ghế Chủ tịch nước. Mặc dù vậy, ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước chưa được bao lâu thì ông Nguyễn Phú Trọng bị dính bệnh bí hiểm tại Kiên Giang nên không còn sức đâu mà đánh đấm với trụ Thủ tướng. May cho Nguyễn Xuân Phúc, nếu ông Trọng không ngã bệnh, có thể ông đã thổi bay ông Phúc khỏi ghế Thủ tướng từ trước rồi. Nhiệm kỳ năm 2021-2026, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là ông Vương Đình Huệ. Trụ thủ Chủ tịch Quốc hội của Vương Đình Huệ thuộc phe của ông Tổng Bí thư, điều này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên ở nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trọng không thổi được Nguyễn Xuân Phúc thì sang nhiệm kỳ 2021-2026, ông cũng thổi bay được ông Phúc. Sau khi điều ông này từ ghế Thủ tướng sang chiếc ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực để xử lý. Cuối cùng, ông Võ Văn Thưởng ngồi với chiếc ghế Chủ tịch nước làm phe ông Tổng Nguyễn Phú Trọng có 3 người, chọi với phe Thủ tướng có 1 người. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng mạnh hơn. Như vậy, phe Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ mạnh như hôm nay. Trong tứ trụ có 4 ghế thì phe ông có đến 3 ghế. Sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng lại tăng hơn nữa. Câu hỏi là, từ đây đến hết nhiệm kỳ, ông Phạm Minh Chính sẽ phải tính toán như thế nào trong tình cảnh phe ông tứ bề thọ địch như vậy? Đấy chỉ mới là xét trong tứ trụ, còn nếu xét trong phạm vi 5 lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, thì hiện nay ghế Thường trực Ban Bí thư đang để trống. Ghế này đang được sắp xếp hai ứng viên nặng ký nhất thay Võ Văn Thưởng ở ghế Thường trực Ban Bí thư là ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sự cạnh tranh chưa ngã ngũ, mặc dù cả hai đều là cánh tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Sắp tới, ông Trọng sẽ chọn tân Thường trực Ban Bí thư, dù ai là người ngồi vào chiếc ghế đấy thì dư luận cũng chắc chắn rằng người này thuộc phe ông Nguyễn Phú Trọng. Lâu nay phe Ban Bí thư có thể cài người vào chính phủ chứ chưa bao giờ có chiều ngược lại. Vậy nên ghế Thường trực Ban Bí thư lần này do bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp, ngoài ông Trọng chẳng ai thọc tay vào được. Sau khi ông Trọng chọn được Thường trực Ban Bí thư thì trong 5 lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 4 người là phe của ông Tổng Bí thư. Còn lại ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn là lẻ loi trong việc lớn liên quan đến 5 người này bàn bạc. Đây là hình ảnh sau khi ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước, trong tứ trụ phe ông Trọng đã có 3 ghế. Bàn với nhân sự thuộc Bộ Chính trị quản lý, phe ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có tiếng nói lấn át. Hiện nay còn một phe phó thủ tướng còn trống, đó là ghế của ông Lê Văn Thành để lại. Xem ra khả năng ông Phạm Minh Chính nỗ lực đưa Nguyễn Thanh Nghị vào cũng sẽ gặp khó khăn không hề nhỏ. Nói về việc lo cho Nguyễn Thanh Nghị thì đấy là một vấn đề cao xa. Ở vị trí cô độc như hiện nay, việc ông Phạm Minh Chính gia cố thành trì để ông trụ lại đến hết nhiệm kỳ cũng đã là thành công rồi. Khi bản thân mình còn lo không xong mà cố lo cho người khác thì e rằng cả hai đều rụng vào cuối nhiệm kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin nay 3 chọi 1, mai 4 chọi 1. Thủ tướng Chính phủ liệu có ăn ở cho phải đạo hay không? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin học tập bác Trọng ở Kiên Giang, đồng chí Phó Thanh tra Chính phủ gặp bác Hồ. Bệnh đột quỵ nếu xảy ra với thường dân thì nó chính xác là một đột quỵ. Tuy nhiên, khi căn bệnh này gắn với quan chức thì lòng tin giảm đi một nửa. Bởi lẽ câu chuyện cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thứ rất dài tập. Và những đồng chí
thuốc nhau vẫn đầy rẫy. Nói chi đâu xa, vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, khi ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ bị ngã bệnh tại Kiên Giang. Căn bệnh này được phía chính quyền giải thích là do đột quỵ, nhưng người dân vẫn không hoàn toàn tin đó là đột quỵ thật. Bởi câu chuyện hai thế lực chính trị Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Phú Trọng chiến nhau nhiều năm trời thì ai cũng biết. Và câu chuyện này đến nay vẫn phủ lên một màn mây mù, nghi ngờ mà không thể nào sáng tỏ cho được. Đây là hình ảnh Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột quỵ và qua đời. Căn bệnh thứ nhì sau căn bệnh đột quỵ là căn bệnh ung thư. Các đồng chí đang chiến nhau rất hăng, bỗng một đồng chí bị ung thư và sau đó qua đời liền. Ông Phạm Quý Ngọ, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang là những ví dụ rõ nhất. Riêng ông Trần Đại Quang được xác định là nhiễm virus lạ và đã qua đời không thể cứu chữa. Từ năm 2006, Alexander Litvinenko, cựu nhân viên cơ quan an ninh Nga, đang sống tị nạn chính trị tại Anh vì chống Putin, ông ta đã qua đời tại bệnh viện tại Anh ở London vào ngày 23 tháng 11 năm 2006. Sau đó, phía cơ quan điều tra Anh Quốc cho biết Alexander Litvinenko đã bị bệnh do uống tách trà polonium và ông ta đã ngã bệnh, triệu chứng khá giống với bệnh ung thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng đột quỵ ở Kiên Giang. Ở Việt Nam, trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh cũng có triệu chứng giống cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko. Tuy nhiên, vì ông Nguyễn Bá Thanh là tiểu tốt trên bàn cờ chính trị của thế giới, nên thế giới không quan tâm đến cái chết của ông này. Đó là những cái chết của chính trị gia xứ độc tài. Nói thế để có thể thấy rằng cái chết của một quan chức, mà đặc biệt là quan chức cấp trung ương, có thể là do bệnh thật chứ không phải bị thuốc, nhưng việc kiểu làm chính trị không minh bạch, nên người dân có quyền nghi ngờ động cơ chính trị từ bên trong của Trung ương Đảng. Không ít những cái chết do thuốc nhau nhưng lại áp lên trên nó một câu chuyện bệnh tự nhiên. Vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 3, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã bị đột quỵ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó đã qua đời không thể chữa. Ông Trần Văn Minh, 56 tuổi, sống tại Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế, hiện đang giúp ông Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, bao gồm 18 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ông Trần Văn Minh còn rất trẻ so với ông Nguyễn Phú Trọng, tuy nhiên ông Minh đã không qua khỏi. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì lại qua. Bệnh đột quỵ không chừa một ai, bất kỳ ai dù có khỏe mạnh đến đâu cũng có thể bị căn bệnh này vật ra bất kỳ. Cũng như những quan chức cấp trung ương khác, việc ông Trần Văn Minh qua đời đột ngột cũng không thể làm mọi người tin đó là sự thật. Mà đặc biệt là quan chức ngành thanh tra, làm qua ngành này rất dễ giàu có nếu chịu gật đầu cho qua những sai phạm ở địa phương hay các ban ngành, và cũng rất dễ gây thù chuộc oán với các quan chức khác nếu thẳng tay truy bắt. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng, cũng đang vật lộn với tử thần. Hiện nay trong chính phủ, ông Phạm Minh Chính rất rối loạn sau khi ba phó thủ tướng bị loại ra khỏi ghế, trong đó đáng sợ nhất là trường hợp ông Lê Văn Thành. Ông Thành giờ đây đang chữa bệnh tại Nhật Bản và không biết có qua khỏi hay không, hay lại theo chân ông Trần Đại Quang. Cho nên cái chết của ông Trần Văn Minh cũng có khả năng là bệnh tự nhiên, mà cũng có thể là bệnh nhân tạo. Cái chết của quan chức thường chẳng làm cho người dân có chút xót thương nào, mà đôi khi còn làm cho dân vui mừng. Chức vụ càng cao mà qua đời thì dân càng mừng hơn. Chẳng có nơi nào như Việt Nam, dân cứ hóng ngày quốc tang để ăn mừng. Đấy chính là lòng dân với đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Học tập Bác Trọng ở Kiên Giang, đồng chí Phó Thanh tra Chính phủ gặp Bác Hồ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.